Vì sao người xưa luôn dùng răng để thử vàng? Lý do quá thông minh. Người xưa có khoảng 4 cách để xác định vàng, trong đó phổ biến nhất là dùng răng cắn trực tiếp vào vàng, nguyên nhân là do nghề thủ công cổ xưa chưa phát triển. Dùng răng thử vàng có chính xác không? Để tạo ra những món đồ trang sức bằng vàng mới lạ hơn, người xưa tạo ra nhiều hơn một quá trình tôi luyện để làm giảm độ cứng của vàng và tăng độ dẻo dai của vàng. Có thể kéo dài và rất mỏng, do đó bạn có thể nhìn thấy dấu răng ngay khi bạn cắn vào nó nếu không có vết răng nghĩa là có lẫn tạp chất, lượng vàng không đủ như đồng thau thì không thể cắn được. Phương pháp kiểm tra thô này đã có từ lâu vì tính tiện lợi cao. Có phương pháp nào khác để kiểm tra? Phương pháp thứ hai là hỏa thiêu. Khi người xưa không thể phân biệt được vàng thật, giả bằng mắt thường sẽ dùng phương thức hỏa thiêu. Khi đốt vàng sẽ quan sát thấy vàng đổi màu. Toát ra thể khí là màu xanh lá, lại không sợ lửa thiêu bởi vàng không phản ứng với oxy ở nhiệt độ cao. Phương pháp thứ ba là cân trọng lượng như chúng ta đã biết vàng chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong nguyên liệu. Người có kinh nghiệm chỉ cần lấy vàng đặt ở trên tay ước lượng một chút sức nặng sẽ biết vàng trong tay là thật hay giả. Phương pháp cuối cùng là nhìn vào màu sắc, như người ta thường nói, vàng là thất thanh, bát hoàng, cửu tử, thập xích, bảy xanh, tám vàng, chín tím và mười đỏ. Có nghĩa là độ tinh khiết của vàng xanh vàng là khoảng 70%, độ tinh khiết của màu vàng. Vàng là khoảng 80% và độ tinh khiết của vàng tím là 90%. Còn độ tinh khiết của vàng đỏ là gần như 100%. Ngày nay có những cách kiểm tra nào? Nhận biết bằng kem nền trang điểm. Bạn hãy thoa một lớp kem nền dạng lỏng lên mờ u bàn tay và chờ kem khô lại, sau đó trả tay lên bề mặt vàng. Nếu thấy để lại một vệt trên chỗ kem vừa thoa thì đó là vàng thật, nếu không thấy gì thì là vàng giả. Nhận biết bằng giấm. Lưu ý, cách này chỉ có thể áp dụng với các loại trang sức bằng vàng 99.99% .99 các thiết kế đính đá. Vàng tây hoặc ngọc trai sẽ không nhận biết được. Bạn hãy chuẩn bị một cốc giấm, sau đó cho trang sức vào ngâm khoảng 15 đến 30 phút và quan sát màu nước trong cốc. Nếu giấm chuyển sang màu đen, xanh lục hoặc nâu khói thì là vàng giả, còn không thấy có hiện tượng đổi màu thì là vàng thật. Nhận biết bằng nam châm. Sử dụng một hỏi nam châm đưa đến gần vàng để kiểm tra. Nếu xảy ra lực hút thì đó là vàng giả, còn vàng thật sẽ không phản ứng gì với nam châm. Lưu ý, cách này sẽ không thể phân biệt được các loại vàng giả nhưng có lớp mạ bên ngoài là vàng thật hoặc các loại vàng giả về độ tuổi, trọng lượng. Bạn hãy lấy vàng trà sát mạnh lên bề mặt gốm tráng men, lúc này có màu trắng, nếu xuất hiện vệt màu vàng thì là vàng thật, còn vệt màu đen là vàng giả. Nhận biết bằng cách kiểm tra trọng lượng vàng. Đầu tiên, bạn cần cân trọng lượng của chỗ vàng cần kiểm tra. Tiếp đến, chuẩn bị một lọ nước có chia vạch theo ml, ml, đổ đầy nước vào nửa lọ và cho vàng vào ngâm ghi chú lại mực nước trước và sau khi cho vàng vào để tính thể tích nước tăng thêm. Cuối cùng bạn hãy áp dụng công thức tính tỷ trọng dưới đây. Tỷ trọng bằng trọng lượng, thể tích tăng thêm. Nếu như tỷ trọng tặng thêm là gần 19 g mỗi ml thì đó là vàng thật. Ví dụ, vàng có trọng lượng là 38 g, thể tích tăng thêm đo được là 2 ml thì tỷ trọng sẽ là 38 trên 2 bằng 19 g mỗi ml. Vậy trang sức đó là vàng thật.